bắt đầu nhé, thầy bắt đầu chữa này. Câu số 1. Câu số 1. Nói to lên à, ok. Vặn hết volume nhá. Cho một peptide X được tạo bởi N gốc của lysine. À, peptide X tạo bởi N gốc của lysine thì ở đây thì có một cái phương pháp tính phân tử khối của peptide. Chúng ta cần lưu ý và lưu lại về trừ tường nhé. Phân tử khối của peptide thì bằng tổng phân tử khối của gốc trừ đi 18 nhân với lại N trừ 1. Ồ, chỗ này hơi hẹp chỗ, phải ghi lại đây. Phân tử khối của N-peptide, kem lưu lại nha, thì bằng tổng khối lượng tổng phân tử khối của các gốc trừ đi 18 nhân với lại N trừ 1. Được chưa? Tại sao lại có cái công thức này? Tại bắt nguồn từ việc mà phân tử khối của peptide cộng với nước. Được chưa? Thế vậy ở đây thì có này, N gốc của lysine, vậy sẽ là gly N lần sẽ bằng tổng khối lượng của gốc. Phân tử khối của gly thì bằng 75 lần N trừ đi 18 nhân với N trừ 1 thì bằng 189. Thế thì làm sao để làm nó nhanh này thì tí nữa thầy sẽ nói nhá. 75 trừ đi 18 này. 75 trừ 18. 75 trừ 18 bằng 57. Vậy suy ra 57N. Được chưa? 18 thì sẽ bằng 189 trừ 18 thì bằng 171. Đến đây mình tìm được N bằng chia cho 57 3. N bằng 3, vậy chắc chắn chúng ta là gì? Tripeptide, đúng không? Đáp án đúng, chúng ta đáp án A. Tripeptide. Thế thì làm sao để giải nhanh được như vậy? Đúng không? Cái điều mà điều quan trọng như vậy. Thì muốn giải nhanh được phần này thì các em cần lưu lại về từ một số vấn đề như sau. Ví dụ như phân tử khối của lysine thì bằng 75 này. Phân tử khối của alanine thì bằng 89 này. Phân tử khối của valine thì bằng 117 này. Phân tử khối của acid glu thì bằng 147 này. Phân tử khối của lysine này thì bằng 146 này. Được chưa? Ô, phải học đi. Các em, những bạn nào mà không xem được ấy thì nhanh tay xe lại về tường, xong rồi thì như vậy thì mình sẽ tránh cho cái việc là mình không bị mất bài nhá. Nhưng mà chốc nó thể up đây thì chúng ta có thể theo dõi lại được. Thế vậy thì tương tự ngay lập tức mình có này. Câu số 2 này, một peptide X, các em cùng comment đáp án nha. Một peptide X được tạo bởi từ N gốc của lysine có khối lượng phân tử là 303. Thế vậy ta sẽ có là glyn thì bằng 75 lần N tương tự trừ 18 lần N trừ 1 thì bằng 303. Nào các em comment cho thầy xem N bằng bao nhiêu. Bấm máy tính này. Bây giờ chỉ còn bấm máy tính thôi. Giờ chỉ còn bấm máy tính thôi mà peptide mà không làm được thì rồi vứt đi. Đây là những cái cách làm peptide cực kỳ nhanh các em cần chú ý nhá. Cần phải lưu lại về tường, xe lại về tường thật nhanh để mà mình còn có thể chú ý, để mình còn lại học. Nào N bằng bao nhiêu cho thầy? Comment cho thầy đáp án nào, xem N bằng bao nhiêu. Hello. Chứ bạn nào biết N bằng bao nhiêu à? Anh thử xem nhé, N bằng bao nhiêu này? Vẫn là 57N đúng không? Nhưng lúc này là bằng 303 trừ đi 18 chia cho 57. Kết quả bằng 5. N bằng 5. Vậy nó là gì? N-peptide. Đáp án đúng, đáp án D. Thế như các em thấy thì peptide nó cũng dễ thôi. Không có gì khó, đúng không? Mình tiến lên một chút nữa. Mình tiến thêm một chút nữa. Sang cái câu số 3. Câu số 3 tốt, Long Linh trả lời rất tốt. Rồi chưa? Nguyễn Viết Thắng tốt. Câu 3, một peptide X được tạo bởi từ N gốc alanine và M gốc của lysine. Cái này bắt đầu này. Được tạo bởi từ N gốc alanine, vậy là alan, và M gốc glycine, vậy là glym. Có phân tử khối bằng 217. Cái này đừng nên bấm thử nhé. Đừng nên bấm thử mà mình phải làm này. Alan vậy là sẽ bằng 89 lần N cộng với glym. Vậy glym của chúng ta là 75 lần M trừ đi 18 nhân với lại N cộng M trừ 1 thì bằng 217. Vậy hoàn toàn đến đây ta sẽ có cái gì? Đây có bạn Nguyễn Viết Thắng bảo peptide dễ nhất. Tốt. Carbohydrate thì lại cực kỳ dễ luôn. Em phải theo dõi lại live stream của thầy dạy từ trước đến nay thì em mới thấy nó cực kỳ dễ.
89 trừ từ 18, 89 trừ 18 thì bằng 71N. Cộng với 75M trừ 18 bằng 57M. Cộng với 18 thì bằng 217. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta có cái gì nhỉ? 71N cộng 57M bằng 199. Vậy đây thì có bảng NM. Với N bằng 1 thì mở loại, đúng không? Em thử xem. Với N bằng 2, xem nào, 199. 199 trừ đi 71 nhân 2 thì M bằng 1. Vậy suy ra N bằng 2, M bằng 1. N là gốc của ala. Vậy ở đây ta có ala có 2 gốc, đúng chưa? Và 1 gốc glycine. 2 gốc ala, 1 gốc glycine. Đáp án đúng đáp án B. Đấy, nó dễ lắm, cực kỳ dễ các em ạ. Đấy thì những bạn đã là đang theo dõi video livestream thầy nhanh tay share video livestream về trên trang cá nhân cũng như tag tất cả các bạn các em ở trong video livestream này để mà từ đó mình có thể học giỏi peptide hơn. Chứ thầy thấy rằng là peptide là các em cứ có một cái nỗi sợ hãi như thế nào ấy. Thì ngày hôm nay thì ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn ta cái cách làm cho nó thật là dễ dàng. Dĩ nhiên rồi sẽ có rất nhiều bài khó, nhưng với phương pháp của thầy như các em biết, những phương pháp cực kỳ độc và cực kỳ dị thì nó chẳng còn gì là khó cả. Đôi khi nó lại trở thành cực kỳ dễ dàng. Mình tiếp tục nha. Mình tiếp tục nha. Sang câu tiếp theo, câu số 4. Cho một peptide được tạo bởi từ N gốc ala và M gốc gly. Vậy là tương tự đúng không? Mình có là ala N và gly M. Có khối lượng phân tử là 345. Vậy nó chính bằng 345 thì bằng ala bằng 89AN cộng với 75M trừ đi 18 nhân với lại N cộng M trừ 1. Thế thì hoàn toàn đến đây mình sẽ có này. Mình sẽ có 89 trừ 18. 89 trừ 18 bằng 71N lại cộng với 75 trừ 18. 57M cộng 18 thì bằng 345. Vậy hoàn toàn đã được là 71N cộng 57M bằng 345 trừ 18. 345 trừ 18 bằng 327. Đến đây ta lại lập bảng NM. Với N bằng 1. Với N bằng 1 M loại, đúng không? Đúng không nhỉ? 327 mà trừ đi 71 chia cho 57 loại rồi. Với N bằng 2 thì 327 trừ đi 71 nhân 2 bằng chia 57 bằng loại tiếp. Với N bằng 3, 327 trừ đi 71 nhân 3 bằng chia cho 57 bằng 2. Vậy với N bằng 3 thì M bằng 2. N bằng 3 và M bằng 2. Vậy ta sẽ có N là số ala. Vậy mình sẽ có là gì nhỉ? Ala có 3 gốc. Alanin mình có 3 gốc. Vậy loại. Đáp án đúng đáp án D. 3 gốc alanin, 2 gốc lysine. Hoàn toàn chính xác. Đáp án đúng đáp án D. Chúng ta tiếp tục sang câu 5. Câu 5 này bây giờ bấm máy tính nhanh rồi. Các em bấm máy tính được nhanh rồi thầy xem nào. Phân tử khối của glycine, alanine, glycine là bao nhiêu? Các bạn hôm nay comment ít thế nhỉ? Rất là ít bạn comment đáp án ấy. Comment là đáp án cho thầy xem nào. Câu 5 này, khối lượng phân tử của glycine, alanine, glycine bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng bao nhiêu các em nhỉ? Thầy đang chờ đợi đáp án của các em này. 5C Thủy Nguyễn là bạn comment đầu tiên, rất tốt. Tiếp tục nào. Mới có một mình bạn Thủy Nguyễn đó. Thế thì hơi đuối. Hello. Ô mà sao hôm nay hình như bộ này nó đi chơi với gấu hết hay sao? Ít bạn xem nhỉ. Nay thầy ra livestream hơi bị giờ vàng luôn. Giờ cực kỳ vàng luôn. Hình như hay là chúng nó ít xe hay sao ấy. Em giúp thầy xe vào trong tất cả các nhóm mà các em đã và đang nằm ở trong đấy nhá. Để mà từ đó mình có thể học giỏi bộ môn hóa học hơn. Và cũng để mà từ đó mình có thể giúp đỡ được nhiều bạn hơn. Hello. Câu số 5. Gly, ala, gly, khối lượng phân tử. Vậy thầy sẽ có này. Phân tử khối của G, A, G chính bằng phân tử khối của G các gốc. Gly 75 này.
Ala 89 này, Gly 75 này. Trừ đi số liên kết peptide, các em chú nhé. Ở đây có mấy liên kết peptide? 2 liên kết peptide. Vậy là trừ đi 2 x 18 bằng 75 cộng 89 cộng 75 trừ 2 x 18 bằng 203. À, thì làm rất là nhanh như vậy. Nhưng mà lưu ý thế này, thì nó lại cho các em chú ý là phân tử khối của peptide thì bằng tổng phân tử khối của các gốc trừ đi 18 nhân với lại số liên kết peptide. Số liên kết peptide. Lưu cái này lại nha. Lưu lại đấy để còn ghi vào vở hoặc dán lên góc tường để mình còn học nha. Ngọc Hồng giúp thầy xe lại video lên tường trong trang cá nhân, trong tác giúp thầy tất cả các bạn học online cũng như offline của các em ở trong video live stream này nhá. Mình sang câu số 6 này. Khối lượng phân tử của Gly, Alanin, Valin là tương tự nào, các bạn thử làm này. Phân tử khối của GAV bằng bao nhiêu? Nào các em thử comment đáp án cho thầy xem. Giờ thì chờ đợi các bạn bấm máy tính nhỉ. Các thánh Casio này rồi. Cùng bấm máy tính, cùng share lại video live stream lên trên trang cá nhân và giúp thầy tác tất cả các bạn của các em vào trong video live stream này. Để mà từ đó chúng ta cùng có thể học giỏi bộ môn hóa học hơn. Let's go. Đúng không? Nguyễn Văn Tuấn là bạn comment đầu tiên, 6C, rất tốt. Nguyễn Thanh Thủy Tiên là bạn comment thứ hai, rất tốt. Thế chờ đợi bạn comment thứ ba, Thành Đạt là bạn comment thứ ba, 6C. Nghe vẻ C đang chiếm phần là phần thắng khá lớn. Mình có 75 cộng 89 trừ đi 117 đúng không? Cộng với 117 trừ đi 2 liên kết peptide, 2 x 18 bằng 75 cộng với 89 cộng với 117 trừ đi 2 x 18 bằng 245. À, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Rất tốt. Chúng ta có tiếp theo câu số 8, một cái phản ứng khá là đặc biệt. Để phân biệt hai dung dịch peptide, dipeptide và tripeptide thì mình sử dụng gì? Đấy, thế mình sử dụng thằng nào? Thì chúng ta cần chú ý này. Có phản ứng sau được gọi là phản ứng biore. Biore. Biore là gì? N-peptide mà tác dụng với COOH hai lần thì tạo thành dung dịch màu tím xanh. Điều kiện là N phải lớn hơn hoặc bằng 3. Có nghĩa N phải là từ tripeptide trở lên, lớn bằng 3. Cái này các em lại phải lưu lại cho thầy. Vẽ cực kỳ đẹp nhá. Thằng peptide khá là khó nhá. Và đây thầy dạy cho chúng ta để chúng ta cảm giác thì nó dễ hơn. Thế vậy chắc chắn rồi. Ala Gly không thể tác dụng được với COOH hai lần, nhưng valin, alanin, alanin lại làm COOH hai lần chuyển thành dung dịch màu tím. Để các bạn đúng chúng ta ra bạn. À. Ok chưa? Xe điên đảo vào tác tất cả các bạn của các em vào trong video live stream để giúp thầy, để mà từ đó chúng ta có thể học giỏi một môn hóa hơn. Nguyễn Văn Tuấn rất tốt. Nhanh tay nữa lên các em. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt được các dung dịch glucose, glycerol, ethanol và lòng trắng trứng? Đấy, 9G. Long Đinh là bạn comment đầu tiên. Nguyễn Văn Tuấn là bạn comment thứ hai. Chờ thêm một bạn comment thứ ba nữa xem là bạn nào. Đấy, chưa thấy bạn nào comment lần thứ ba. Thanh niên nào mà học giỏi hóa comment lần thứ ba nhỉ? Để thầy đọc tên lên trên này nào. Hello. Tuyết Mai 9D. Rồi ok. À, mình có glucose C6H12O6, glycerol C3H8O3, ethanol C2H5OH và lòng trắng trứng là albumin. Thế thì nhìn thế này thì bây giờ ta nghĩ ngay cái thằng gì? OH đa kề, albumin là đến phản ứng biore. Vậy ta nghĩ ngay đến COOH hai lần. Nghĩ ngay nhá. Vậy glucose thì làm COOH hai lần chuyển thành dung dịch phức màu xanh. C38OA dung dịch phức màu xanh. C5H không hiện tượng, albumin dung dịch màu tím. Vậy thì có hai dung dịch phức màu xanh, thì đun nóng nhẹ lên thôi. Thì do glucose có nhóm chó nên nó sẽ cho ra kết tủa máu đỏ gạch CO2O, còn C3H8O3 không hiện tượng. Vậy mình phân biệt được hết. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Rất tốt. Rất nhiều bạn comment là đáp án D. Việt Anh Phạm rất tốt, Bạch Dương rất tốt. Đấy, chúc mừng bạn đã comment đầu tiên ngày hôm nay. À, mình tiếp tục sang câu số 10. Đốt cháy hoàn toàn 0,04 mol một peptide. Câu số 10. Đốt cháy hoàn toàn 0,04 mol một peptide do N gốc glycin tạo nên. Thu được sản phẩm cháy hấp thụ vào bình nước vào trong dư thì thu được 40 gram kết tủa. Bây giờ sang phần cháy này nó lại khá là thú vị. Bởi vì muốn làm được bài tập cháy thì các em cần phải làm sao nhỉ? Xác định được công thức tổng
quát chung. Và điều này gần như là khá là khó khăn với các em. Thế vậy mục tiêu của chúng ta bây giờ là chúng ta đi xác định các cái thằng công thức tổng quát chung sẽ như thế nào. Thế thì ở đây bây giờ thầy mới hướng dẫn cho chúng ta cái cách mà đi xác định công thức tổng quát chung. Thế là ta có này. Để đi xác định được công thức tổng quát chung thì mình phải thuộc được công thức phân tử của glycine. Thế glycine thì công thức phân tử nào? Mình vẽ lại đã. C-C-O-O-H-N-H-2. Đây là H2. Vậy công thức phân tử của glycine là C2H5O2N. Đề bài cho chúng ta là N gốc của glycine tạo nên. Vậy là anh này tất cả N lần, nhưng phải trừ đi nữa. Đúng chưa? Có bao nhiêu liên kết peptide? N anh này thì có N trừ 1 liên kết peptide. Vậy là phải trừ đi N trừ 1 H2O. Thì thầy mới suy ra được công thức tổng quát chung của glycine. Vậy thầy được C2N. Các em chú ý nha. C2N, H5N trừ đi 2N, vậy là còn H3N trừ đi trừ 1 thì bằng cộng 1 nhân 2, vậy là cộng 2. O2N trừ đi trừ 1, vậy trừ đi trừ 1 là cộng, vậy là O2N cộng 1N là O3N. NN. Ok chưa? Đây là công thức tổng quát của một anh glycine được tạo bởi từ N gốc, được chưa? Peptide glycine. Thầy nào nhắc lại nhá, thì chỉ lại cho các em nhá. C2N này. H5N trừ đi 2N thì còn 3N. Trừ trừ 1 là bằng cộng 1 nhân 2 cộng 2 này. O2N trừ đi trừ 1 cộng 1. Trừ đi trừ 1 là cộng 1 rồi. Đúng chưa? Sorry, chỗ này thầy cộng nhầm rồi. O2N đây là trừ đi N thì còn là ON thôi. Lỗi. O2N trừ đi N thì còn là ON. Cộng với 1 nữa. N cộng 1. N. Sorry các em. Thế thì hoàn toàn đến đây ta sẽ có số mol anh này bằng 0,04. Đốt cháy để thu được CO2. Vậy số mol CO2 bằng 0,04 nhân 2N bằng 0,08 N. Mặt khác đề bài cho ta là vào nước vôi trong dư. Các em lưu ý nha. Nước vôi trong dư. Do anh này nước vôi trong dư nên mình có số mol CO2 chính bằng số mol kết tủa. Nên ta được 0,08N thì bằng 0,4. Đến đây ta tìm được N bằng 0,4 chia 0,08. 0,4 chia 0,08 bằng 5. Vậy đáp án đúng đáp án gì? Đấy, bài nó dễ lắm. Nó không quá khó luôn. Chủ yếu là chúng ta nhẩm thôi. Tiến Dũng Tiến 11B. Nhanh thế, bình tĩnh, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Rồi mình sang câu số 11. Để cho các em hiểu không nhỉ? Mình sang câu số 11 nhá. Ok, mình sang câu số 11. Câu số 11 của chúng ta là đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol. Câu số 11 là đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol. À, nhân tiện ở đây thì anh bảo các em luôn, bộ buổi trước như thầy còn chưa kịp gửi mail đấy, nhưng mà vẫn cứ vậy thôi. Các em comment mail để thầy gửi tài liệu chia dạng phun một peptide nha. Các em comment mail để thầy gửi tài liệu chia dạng phun của peptide. Hello. Tiếp tục nha, sang câu số 11. Ok. Các bạn đã và đang theo dõi video livestream của thầy, giúp thầy share lại video livestream lên trên trang cá nhân, cũng như là giúp thầy tag tất cả các bạn của các em vào trong video livestream này, để mà từ đó chúng ta có thể học giỏi bộ môn hóa học hơn. Khả năng cao lịch live stream cố định, lịch live cố định sẽ là vào tối thứ ba nhá, tối thứ ba hàng tuần vào lúc 20:15, tối thứ ba hàng tuần 20:15. Mình sang câu 11. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol một peptide do N gốc alanin tạo nên. 0,05 mol một peptide do N gốc alanin tạo nên. Vậy anh này là ala tất cả N lần. Thì mình phải nhớ được công thức phân tử của alanin các em ạ. Thì công thức phân tử của alanin là gì? Nào, mình có alanin là C. Vừa nãy glycine là C2H5O2N. Alanin là C3H7O2N. Tất cả N lần trừ đi N trừ 1 H2O. Vậy mình suy ra được công thức của nó là C3N H7N trừ đi 2N là còn H5N. Trừ đi trừ 1 là cộng 1. Đấy chưa nào?
U2N trừ đi N thì còn là UN cộng 1 NN. Số mol peptin nó bằng 0,05 mol. Thì đốt cháy thu được sản phẩm cháy hấp thụ ở bình thường lúc phân trong dư thu được 45 gram kết tủa. Vậy ta tìm được số mol CO2 0,05 nhân 3N thì bằng 0,15N. 0,15N vậy tương tự ta có là số mol CO2 chính bằng số mol kết tủa. Suy ra 0,15N thì bằng 0,45. Dẫn đến mình tìm được N bằng 3. N bằng 3, vậy đáp án đúng chúng ta là tripeptide. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Chúc mừng tất cả các bạn đã comment đáp án B. Long Đinh 12A nhanh hướng, cứ bình tĩnh. Bây giờ thầy mới chữa đến 12. Câu 11 vừa rồi là thầy chữa hơi nhanh một chút, để bây giờ thầy làm câu 12 chữa chậm lại cho các em nha. Phần peptide này khá là khó. Hôm nay là thầy sẽ chữa ông ta cái phần mà gọi là thuộc dạng là dễ nhất của peptide rồi. Buổi sau chúng ta sẽ lên cái phần khó hơn của peptide. Và như các em biết thì muốn học giỏi peptide chúng ta phải học từ đầu. Và những cái bạn nào mà chưa theo dõi được video live stream này của thầy thì nhanh tay share lại video live stream về tường, nếu không là thầy lại mà ẩn đi là không thể nào mà các em xem đâu. Nhanh tay share lại về tường, sau đó rồi tag tất cả các bạn các em vào trong video live stream này, để mà từ đó chúng ta có thể học giỏi bộ môn hóa học hơn. Tiếp tục nhá. Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol một peptide X do N gốc alanin tạo thành. Vậy là anh này lại tương tự là alanin. N gốc đúng không? Vậy thì thầy lấy luôn bên trên nhá. N gốc alanin tạo thành này. Vậy này là C3N H5N cộng 1 ON cộng 1 NN. Số mol peptide bằng 0,06 mol. Thu được sản phẩm cháy. Sản phẩm cháy ta có rất nhiều thằng, nhưng mà hấp thụ vào bình mà thu được kết tủa thì chỉ có CO2 thôi. Hấp thụ ở BA quá 2 lần mà thu được kết tủa. Chú ý anh này dư. Thì kết tủa chúng ta là kết tủa BaCO3. Ta tìm được số mol kết tủa bằng 70,92 chia cho 197 bằng 0,36 mol. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon 0,06 nhân 3N. 0,06 nhân 3N. 0,18 N. Do dư nên mình có số mol CO2 chính bằng số mol kết tủa. Vậy hoàn toàn nên đây ta tìm được N bằng 2. N bằng 2 thì chúng ta là đi viết tít. Đáp án đúng đáp án rất chính xác. Các bạn nào comment là đáp án nghĩa trò tốt. Ok, chắc là nghĩa chung, chung nghĩa. Mình sang câu tiếp theo, câu số 13. Câu tiếp theo, câu số 13. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một peptide X do N gốc glycine tạo thành, lại thu được sản phẩm cháy hấp thụ vào bình lượng nước với trong dư thì khối lượng bình tăng 36,6 gram. Thế giờ ta lại chú ý tiếp, đúng không? Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một peptide X do N gốc glycine tạo thành. Thế thì anh này ta có đặc điểm như sau này. 0,1 mol một peptide N gốc glycine tạo thành. Vậy mình lại đi suy luận, glycine chúng ta là C2H5NO2 này. Tất cả N lần này trừ đi 18, sorry, N trừ 1 H2O. Vậy tương tự ra được, peptide này là C2N H5N trừ đi 2 là H3N cộng 1 đúng không em? Trừ trừ cộng, được chưa? Cộng 1 hay cộng 2? Sorry, chỗ này là phải cộng 2 rồi, đúng không? Từ nãy đến giờ thì cái này có ảnh hưởng, có đúng. C2N H5N trừ 2N là bằng trừ 3N, đúng không? Chỗ này là phải cộng 2. Cộng 2 này NN O 2N trừ N là ON cộng 1. Số mol này mà 0,1 thu được sản phẩm cháy hấp thụ ở bình nước với trong dư, vậy mình thu được CO2 và nước. Số mol CO2 mà 0,1 nhân 2N thì bằng 0,2N. Số mol nước mà 0,1 nhân 3N cộng 2 chia 2, vậy là bằng 0,05N nhân 3N cộng 2. Sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng nước vô trong dư, và anh này sẽ mang đi hấp thụ vào bình đựng nước vô trong dư thì khối lượng bình tăng. Vậy M bình tăng chính bằng M CO2 cộng M nước. M bình tăng chính bằng M CO2 cộng với lại nước. Vậy chính bằng 0,2N nhân 44 cộng với 0,05 nhân với lại 3N cộng 1 nhân 18 và bằng
bằng bao nhiêu kem nhỉ? 36,6 gram. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây ta sẽ có, xem nào, 0,2 nhân 44 cộng với 0,05 nhân 3 bằng 8,95 n. 0,05 nhân 3 nhân 18, sorry, vừa nãy thì chưa nhân 18, nhân 3 nhân 18 11,5 n. Cộng với 0,05 nhân 1 nhân 18 0,9 thì bằng 36,6. Đến đây ta tìm được n. Trừ đi 0,9 bằng chia cho 11,5 bằng, con n có thể bị lẻ. Thế chắc thầy tính nhầm đâu, các em thử tính lại cho thầy xem. 0,2 n nhân 44 cộng 0,05 nhân 3 n, chỗ này lại là 3 n cộng 2 chứ thầy lại ghi là 3 n cộng 1, thằng nào lẻ. Vậy ta sẽ có này, 0, chỗ này vẫn đúng, 0,05 0,05 nhân 2 nhân 18 bằng 1,8. 1,8. Vậy ta được cái này bằng 36,6 trừ đi 1,8 bằng chia cho 11,5 bằng 3. Nào bằng 3. Với nào bằng 3 thì chắc chắn là tripeptide. Được chưa? Tốt, cảm ơn bạn nào vừa comment thì chưa kịp nhìn. Cảm ơn Linh Vương. 11,5 cộng 1,8 rất tốt. Cảm ơn các em. Nào bằng 3. Vậy ta bán đúng chúng ta là tripeptide. Yeah. Mình sang câu tiếp theo, câu số 14. Câu số 14. Sang câu tiếp theo, câu số 14 nha. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol một peptide do N gốc glycine tạo nên. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol một peptide do N gốc glycine tạo nên. Thế vậy ở đây thì mình sẽ có tương tự thì mình lại phải đi xây dựng đúng không? Mệt quá nhỉ. Nhưng mà mình cứ phải xây dựng nhiều thì mình mới nhớ được. Glycine là C2H5NO2. Tất cả N lần. Ở đây ta sẽ trừ đi N trừ 1 2O. Vậy có bao nhiêu liên kết peptide thì trừ đi bấy nhiêu nước. Các em lưu ý nhá. Nó sẽ bằng C2N H5N trừ đi 2N là 3N cộng 2 NN O N cộng 1. Số mol này bằng 0,4. Thu được sản phẩm cháy hấp thụ ở bình nước, được nước vôi trong dư. Khối lượng bình tăng lại như cũ, ta có khối lượng bình tăng chính bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng nước. Vậy mình tìm được là 0,4 nhân 2 N CO2 là bằng 0,8 N. Nước của chúng ta bảo toàn hydro, 0,4 nhân 3 N cộng 2 chia 2 thì bằng 0,2 nhân 3 N cộng 2. M bình tăng chính bằng M CO2 cộng M nước. Được chưa? Vậy mình có M bình tăng chính bằng M CO2 cộng nước. Vậy là bằng 191,2 chính bằng 0,8 N nhân 44 cộng với 18 nhân 0,2 nhân với 3 N cộng 2. Vậy hoàn toàn đến đây là tìm được N bằng. Bạn nào giỏi ca sô bấm máy tính của thầy xem N bằng bao nhiêu. Nào bạn nào giỏi ca sô bấm của thầy xem máy tính N bằng bao nhiêu nhỉ? 0,8 này nhân 44 này cộng với 18 nhân 0,2 này nhân 3 này 46 này. Đầu kia là 100, đầu kia là 191,2 này trừ đi này 18 này nhân 0,2 này nhân 2 đóng một đơn chia n bằng 4. N bằng 4. Vừa nãy thầy nhìn bạn nào được tốt, cảm ơn Xuân Thành, cảm ơn các em. Cảm ơn các bạn đã bấm máy tính giúp thầy. Cảm ơn Xuân Thành, cảm ơn Long Đình. Cảm ơn Long Đình, cảm ơn Nguyễn Thị Thanh Thủy Tiên. Cảm ơn Thành Đạt. N bằng 4 của chúng ta là gì? Tetrapeptide. Đáp án đúng đáp án C. Chờ, rất là khó đúng không? Rất là khó chịu với những cái câu peptide. Đa số là những cái câu mà nó không những là nó khó chịu mà nó lại còn bắt chúng ta phải yêu cầu tư duy, xong rồi lại còn phải tính toán. Chính vì vậy nên là những cái câu này là những cái câu mà các em khi mà nhìn thấy là các em rất là sợ sệt. Mình sang câu tiếp theo, câu số 15. Đốt cháy hoàn toàn 18,48 gram một đi peptide. Đốt cháy hoàn toàn 18,8 gram một đi peptide của glycine. Thế ở đây mình có là glycine là đi peptide rồi, đúng không? Thế thì đi peptide của glycine thì công thức nó như thế nào? Thì glycine chúng ta là C2H5
N2 viết nhiều thuộc rồi. Tất cả hai lần trừ đi. Đi peptide từ 1 đến cái peptide thôi. Vậy nên trừ đi một nước thôi. Vậy nó sẽ có công thức là đi peptide từ glycine là C4. H5 nhân 2 trừ đi 2, 5 nhân 2 là 10, 10 trừ 2 thì bằng 8. N2 O4 trừ đi 1 thì còn O3. Đây công thức của đi peptide từ glycine. Vậy hoàn toàn chúng ta bấm máy tính. Hoàn toàn chúng ta bấm máy tính. Đúng không? Ta bấm máy tính thì ta sẽ được là bằng 18,48. Cái gì nhỉ? 18,48. Sao Linh Vương ơi? Sao ra 0,2 nhân 3 n cộng 1? Trong này làm gì có chỗ nào là 0,2 nhân 3 n cộng 1 đâu Linh Vương? Hello Linh Vương. Chỗ này là 18, 18 là khối lượng của nước. 0,2 nhân 3 n cộng 2 là số mol của nước ra khối lượng. Được chưa? Mình có nha. Thế tiếp tục này, 18,48 chia cho phân tử khối hàng dưới bằng 12 nhân 4 cộng 8 cộng 28 cộng 16 nhân 3 bằng 0,14. Thế đốt cháy 0,14 anh này. Đốt cháy 0,14 anh này. Vậy thì bài trên á, bài trên thì inbox cho thầy Linh Vương nhá. Bài trên thì trôi qua lâu rồi nên là thầy ngại mở lại lắm. Tí inbox lại cho thầy là ok. Rồi cho sản phẩm qua nước vôi trong dư. Vậy sản phẩm của thầy đi qua nước vôi trong dư là gồm có CO2, H2O, thực ra có cả nitơ nữa, nhưng mà nitơ đi qua nước vôi trong dư thì không bị tính, đúng không? Vậy thì hoàn toàn ta sẽ có bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon này, 0,14 × 4. 0,14 nhân 4 thì bằng 0,56. Bảo toàn số mol nước thì 0,14 nhân 8 chia cho 2. 0,14 nhân 8 chia 2 bằng 0,56. Số mol nitơ 0,14 nhân 2 chia 2 thì bằng 0,14. Tính khối lượng kết tủa thu được. Vậy đi qua nước vôi trong dư là đi qua CaOH này lần dư. Do có cụm từ dư nên bao nhiêu CO2 thì bấy nhiêu mol kết tủa. Vậy hoàn toàn ta được kết tủa là CaCO3, số mol kết tủa bằng 0,56. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây ta tìm được rằng là khối lượng kết tủa bằng 0,56 nhân 100 thì bằng 56 g. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Hoàn toàn chính xác. Thế đấy, có một vài bạn comment đáp án A đấy, rất là tốt. Chúng ta tiếp tục nha. Sang câu tiếp theo, sang câu 16. Mình sang phần cháy của peptide rồi. Phần cháy peptide thì thường nó lại dễ hơn. Nó lại cực kỳ dễ các em ạ. Các em nhìn thấy là mình chỉ cần phang làm sao ra được cái công thức tổng quát thôi. Mình cứ tìm ra công thức tổng quát là ok, là ngon 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 lành cành đào, là mình có thể làm ra được các cái đáp án rất là chuẩn rồi. Mình sang tiếp tục nhá. Mình sang tiếp tục câu tiếp theo, câu số 16. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 gam một đi peptide của alanin rồi cho sản phẩm qua nước vôi trong dư. Tính khối lượng của bình tăng. Wow. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 gam một đi peptide của alanin. Vậy mình sẽ có này. Anh alanin này. 11,2 gam đi peptide. Vậy là công thức của ala là C3H7NO2. Đi peptide tất cả hai lần trừ đi một lần nước thì mình ra được công thức đi peptide của nó là C6H7 × 2 = 14 trừ đi 2 là H12. N2 O4 trừ 1 thì còn là O3. Thì tìm được số mol anh này luôn. Em cùng bấm số mol nhá. 11,2 chia cho 12 × 6 cộng 12 cộng với lại 14 × 2 cộng 16 × 3 bằng 0,07 mol. 0,07 mol. Rồi đốt cháy nó thì ta thu được gồm CO2, H2O. Đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon, mình có 0,07 nhân 6 bằng 0,42. 0,07 nhân 12 chia 2 thì bằng 0,42. Đi qua nước vôi trong dư thì thầy không cần để ý nitơ, mình nitơ chơ. Vậy đi qua nước vôi trong dư để đi qua CaOH này lần dư thì khối lượng bình tăng, chúng ta lưu ý M bình tăng chứ không phải M kết tủa. M bình tăng chính bằng M tất cả những cái gì hấp thụ lại bình. Đi qua CaOH là lần dư thì nó hấp thụ lại CO2 và hấp thụ lại nước. Vậy M bình tăng chính bằng M CO2 cộng với M nước. Và chính bằng 0,42 nhân 44 cộng với 0,42 nhân 18. Vậy kết quả chúng ta bằng 0,42 nhân 44 cộng 0,42 nhân 18 bằng
26 phẩy. Ôi thầy đang bị nhìn nhầm mắt lé một chút. À các em bấm vào đây 26,04 á. Có thể là thầy lỗi ở đâu nhỉ? Hai người ta bán e rồi. 0,42 nhân 44 cộng 0,42 nhân 18. Kết quả chúng ta bằng 26,04. Đáp án e. 26,04. Chắc là chỗ này thì sửa số 6 này số 0 là ok đúng không các em? Nguyễn Thanh Thủy Tiên rất tốt. Rất rất tốt. Này các em đã và đang theo dõi video live stream cùng thầy, nhanh tay giúp thầy share lại video live stream lên trên trang cá nhân và tag tất cả các bạn của các em vào trong video live stream này để mà từ đó chúng ta có thể học giỏi một môn hóa học hơn. À, tất cả mọi cái thứ mà điểm số của các em về sau này nó phụ thuộc hết tất cả vào việc mà em có chăm chỉ học bây giờ hay không. Thầy biết là phần peptide khá là khó nên là có rất nhiều bạn đang theo dõi, nhưng thầy nghĩ rằng với 30 bạn đang theo dõi như này thì chắc chắn là các em sẽ học giỏi một môn hóa hơn. Và chú ý rằng là cái buổi live stream của thầy sẽ liên tục vào tối thứ ba hàng tuần, thầy chỉnh lại lịch rồi với 2K1 nhá. Tối thứ ba hàng tuần hẹn gặp lại các em lên trên trang cá nhân của thầy. Mình sang câu tiếp tục, câu số 17. Tripeptide mạch hở X. Câu số 17, tripeptide mạch hở X và tetrapeptide mạch hở Y. À, khó đấy. Được tạo bởi từ một amino acid no mạch hở một nhóm CH và một nhóm là RAI. Câu này khó, câu này cứng đấy. Các em chú ý nhá. Thầy sẽ giảng thật kỹ câu số 17 này để cho chúng ta làm. Đầu tiên mình gạch chân một amino acid no mạch hở. Được chưa? Một amino acid no mạch hở. Bởi vì cái này là một amino acid no mạch hở nên công thức tổng quát của nó sẽ là CN H2N cộng 1 NO2. Các em cần nhớ công thức tổng quát của một amino acid no mạch hở. CN H2N cộng 1 NO2. Thế thì với cái công thức tổng quát no mạch hở là CN H2N cộng 1 NO2 này thì tripeptide của nó X là một thằng tripeptide đúng không? Vậy nó sẽ là CnH2n cộng 1 NO2 tất cả 3 lần trừ đi 2 lần nước. Có bao nhiêu thì phải trừ đi 2 liên kết peptide. Vậy ta sẽ thu được công thức của peptide là C3n H2n nhân 3 là H6n cộng 3 trừ 4 thì còn trừ 1 N3 O2 nhân 3 là O6, O6 trừ 2 là còn O4. Đây là công thức phân tử của tripeptide. Đấy. Thì với cái công thức phân tử này của tripeptide ấy, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X. Đốt cháy 0,1 mol X thì thu được sản phẩm gồm CO2 H2O tổng khối lượng là 36,3. Vậy thì bảo toàn 0,1 nhân 3N thì bằng 0,3N CO2. Bảo toàn nước 0,1 nhân 6N trừ 1 thì bằng 0, phải chia cho 2 nhé. Vậy là 0,1 nhân 6N trừ 1 chia 2 thì bằng 0,3N trừ đi 0,05. Vậy hoàn toàn lên đây mình thấy có này. Suy ra này. CO2 nước bằng 36,3. MCO2 cộng M nước bằng 36,3. Vậy thì có 44 nhân 0,3N cộng với 18 nhân với 0,3N trừ đi 0,05 thì bằng 36,3. Đến đây chúng ta tìm được N. N bằng bao nhiêu các em nhỉ? N bằng bao nhiêu nhỉ? 44 nhân 0,3 này cộng với này 18 nhân 0,3 này 18,6 36,3 cộng với 18 nhân 0,05 bằng 37,2 mà chia cho 18,6. 37,2 chia 18,6 vậy N bằng 2. N bằng 2 thì mình nghĩ ngay đây là C2H5NO2. Vậy chắc chắn anh này là glycine. Đúng chưa? Vậy là glycine thì suy ra công thức là C2H5NO2. Với công thức là C2H5NO2 thì chúng ta tiếp tục, chúng ta lại có một cái phần tiếp theo. Đó là gì nhỉ? Đó là gì? C2H5NO2. Nhưng lúc này thì bà lại cho chúng ta là gì? Y cơ. Y là tetrapeptide. Vậy tetrapeptide nó sẽ là C2H5NO2 tetra tất cả 4 lần trừ đi 3 lần nước. Ta sẽ thu được anh này là C8H20 trừ đi 6. 20 trừ 6 là H14.
N4. Đúng không? Ô mấy nhỉ? O5. Số mol anh này thì bằng 0,2 mol. Đề bài bảo đốt cháy nó với oxy. Thu được 8 CO2 cộng với 7 nước cộng với 2N2. Và toàn oxy, 8 x 2 16, 16 cộng 7 là 15. 15. Sorry, chỗ này như thầy nhầm, các em chú ý nhá. À, C8 này, H20 trừ đi 6 H14 này. N4 này. O2 x 4 là 8, 8 trừ 3 O5, đúng rồi. Mình có 8 x 16, 16 cộng 7 là bằng 15. 15 trừ 5. Ôi, chỗ này sao thầy vẫn nhầm đâu các em nhỉ? Các em nhầm lại cũng thế nào. À, glycine đúng rồi. 4 là đúng rồi. Trừ 3 nước. 248. 5420. Đúng rồi. Không sai đâu cả. 8 CO2. À thành cộng nhầm. 8 x 2 16 16 cộng 7. 8 x 2 16 16 cộng 7 23. 23 - 5. 23 - 5 là bằng 18, 18 - 2 bằng 9. 0,2 x 9 thì bằng 1,8. Sorry các em, vừa nãy thầy nhầm nhầm. 1,8 phải đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Cảm ơn Phạm Văn Uy. Vừa nãy thầy bị nhầm đấy. Đấy, những cái bạn nào đã và đang theo dõi video livestream, thầy muốn học phần peptide cực kỳ chất nha. Ở đây thầy đang chữa chúng ta với cái part 1 thôi. Bạn nào muốn peptide cực kỳ chất thì nhớ giúp thầy share lại video livestream lên trên trang cá nhân và tag tất cả các bạn của các em vào trong video livestream này để mà chúng ta cùng có thể học giỏi bộ môn hóa hơn. Học hóa với thầy thì cực kỳ chất, thi điểm tầm trên 8 trên 9 là chuyện bình thường. Tin online với offline của thầy lúc nào cũng như vậy luôn. Tiếp tục nhé, sang câu số 18. Câu số 18 này. Đi với tiết mạch hở X và mạch hở Y đều được tạo ra từ một loại amino acid to. Mạch hở có một nhóm N2 và một nhóm COH. Tốt cháy hoàn toàn không phải một mol Y. Thế ở chỗ này là thầy sửa lại là trivertit nha. Đây đề thi đào khối B năm 2010 đấy. Đề thi đào khối B năm 2010. Đi với tiết mạch hở X và mạch hở đi với tiết mạch hở X đều được tạo bởi từ một amino acid no, mạch hở một nhóm N2, một nhóm COH. Vậy amino acid này sẽ là CnH2n cộng 1 NO2. Đúng chưa? Đi với tiết. Vậy anh này sẽ công thức tổng quát là CnH2n cộng 1 NO2 tất cả hai lần do đi trừ đi một lần nước. Vậy được công thức tổng quát của nó sẽ là C2N H2N x 2 là 4N. 2 - 2 hết. N2O3. Số mol anh này bằng 0,1. Đốt cháy thì chúng ta thu được CO2 này, 2O này, N2 này. Và toàn carbon 0,1 x 2N thì bằng 0,2N. Bảo toàn hydro 0,1 x 4N. 0,1 mà nhân 4N chia cho 2. Anh 0,1 x 4N thì bằng 0,4N, chia 2 thì bằng 0,2N. Nitơ thì thôi kệ nó đi. Đúng chưa? Thế thì tổng khối lượng của CO2 và nước bằng 54,9. Vậy mình có MCO2 cộng nước bằng 54,9 chính bằng 44 nhân 0,2N cộng với 18 nhân 0,2N. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được N bằng này. 44 nhân thầy có này 54,9 chia cho 44 nhân 0,2 cộng 18 nhân 0,2 bằng thì bị chia nhầm đâu ấy. 44 nhân 0,2 tổng khối lượng của CO2 và nước, 44 nhân 0,2 cộng 18 nhân 0,2 đúng không? Đúng rồi. Tổng khối lượng của CO2 và nước 44 nhân 0,2 bằng cộng 18 nhân 0,2 bằng 12,4, 54,9 chia N bằng. Không sao lại lẻ nhỉ? Em từ từ, các em nhầm vào thầy xem là bị nhầm ở đâu nhỉ? Chắc chắn là bị nhầm rồi. Đi peptide C2N H4N cộng 2 trừ 2 là hết rồi. N2O 4 trừ 1 O3. Đúng rồi. Số mol CO2 0,1 mol Y. À, thôi toi rồi. Y là tripeptide mà thầy làm đi peptide. Vậy chỗ này thầy nhìn nhầm mắt lé các em ạ. Y, đây cho Y cơ mà. Y là tripeptide, thế mà không một đứa nào nhắc thầy. CnH2n cộng 1 NO2 tất cả 3 lần trừ 2 lần nước. Nếu trừ 2 lần nước thì ta sẽ thu được anh này là C3N H
2 nhân 3 là 6N. Cộng 3 trừ 4 vậy là trừ 1. N3 O4. Vậy lúc này ta sẽ thu được là CO2 H2O và toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Số mol Y bằng 0,1. Và toàn carbon 0,1 nhân 3N thì bằng 0,3N. Và toàn hydro 0,1 nhân với lại 6N trừ 1 chia cho 2 vậy là bằng 0,05 nhân với lại 6N trừ 1. Nitơ thì không để ý bởi vì nitơ không làm khối lượng bình tăng. Khối lượng bình tăng hay khối lượng CO2 và nước bằng 54,9. Vậy thì được 44 nhân với 0,3N khối lượng CO2 cộng với khối lượng của nước là 18 nhân với lại 0,05 nhân với 6N trừ 1 thì bằng 54,9 ngàn. Hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được N bằng. Nào bạn nào bấm giúp thầy N bằng bao nhiêu? 54,9 này cộng với này 0,05 nhân 18 bằng này chia cho mở ngoặc đơn này 44 nhân 0,3 cộng 18 nhân 0,05 nhân 6 bằng 3. Với N bằng 3 thì hoàn toàn chúng ta suy được anh này là gì? Tức là 3 hoàn toàn chúng ta suy được gì? Alanin đúng không các em? Alanin. Ala. Thế là từ cái anh ala này người ta tìm được công thức phân tử của nó. Ala thì công thức phân tử của ala là công thức phân tử của ala là C3H7NO2 đúng không? Với công thức phân tử là C3H7NO2 thì đề bài bảo đốt cháy 0,2 mol X. Đốt cháy 0,2 mol X. X của chúng ta là bipeptide. Vậy thầy sẽ có công thức là C3H7NO2 tất cả 2 lần. Bipeptide thì trừ đi một nước. Vậy ta sẽ được anh này là C6H7 × 2 = 14. 14 trừ 2 thì còn 12. N2O3. Số mol X bằng 0,2 mol. Đốt cháy thì đã thu được CO2, nước. Đề bài hỏi đi qua nước vào trong dư thì thu được mg kết tủa. Vậy thì bảo toàn carbon 0,2 nhân 6 thì bằng 1,2. Vậy số mol kết tủa chính bằng số mol CO2. Vậy hoàn toàn đến đây ta tìm được số mol kết tủa bằng 1,2. 1,2 mà nhân 100 thì bằng 120. Hello các em. Part 1 của buổi tối ngày hôm nay, khi mà thầy chữa cho chúng ta về những cái bài peptide phần cháy. Đến đây là đã hết trong phần cháy. Chúng ta hẹn gặp lại các em vào part 2. Hẹn gặp lại các em vào tối thứ ba. Tối thứ ba lúc 20:30. Nhớ nha. Hẹn gặp lại các em vào tối thứ ba lúc 20:30. Và nhớ các em hãy rủ các bạn để buổi học của chúng ta được đông vui hơn. See you again. Hẹn gặp lại. Chào tạm biệt các em. Chúc các em buổi tối may mắn, hạnh phúc nha. Bye bye.